Hello, chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Rồi thì hôm nay mình thông báo với bạn một tin rất là buồn. Thì Minh Thoại chính thức rời team nha các bạn. Thì lý do Minh Thoại rời team thì Minh Thuận nói cho các bạn biết. Minh Thuận. Thì như các bạn cũng đã biết thì nhà mình có một chiếc coupe nha các bạn, với lại hai cái máy cột. Cha mình thì có một mình cha mình làm cho nên là anh hai mình giờ cũng lớn rồi bạn, nên cũng phải về phụ gia đình. Còn mình thì các bạn biết cái mắt mình rồi đó. Mắt sao? Rồi là vụ gì? Là lỡ người ta kêu em múc bên đây đúng không? Em mới gụm bên đây xong cái em không biết em phải múc gụm người ta đúng không chứ? Hay là em không biết chạy? Ừ anh đừng có giỡn à. Máy này em không biết chạy, chỉ có anh lái lăng chi không được thôi. Ok. Rồi nói chơi rồi chứ Minh Thuận còn nhỏ lắm chưa múc được nha bạn. Chững chạc luôn mới múc của bé được nha. Đúng rồi. Còn vậy Minh Thoại nói chung là gọi tem thì ai cũng buồn. Mà tại vì công việc gia đình là chính bạn ơi. Quay clip là phụ thôi, còn bây giờ Minh Thoại mà bữa nào rảnh á qua quay clip cho bạn xem. Yeah. Còn bây giờ thì nói chung là công việc chính gia đình là múc của bé nên là cho Minh Thoại làm công việc chính đi. Còn cái việc quay clip là phụ nha bạn. Còn giờ mấy anh em mình có nhiều quay nhiều. Có nhiều chơi nhiều. Có nhiều chơi nhiều. Vui là chính, dính là chùi. Rồi thì hôm nay thầy có một cái chủ đề rất là lạ. Thì hôm nay mấy anh em mình làm thử thách, làm theo bình luận của các bạn. Là các bạn yêu cầu mình cái gì là mình phải làm cái đó hả thầy? Đúng rồi. Không được đâu thầy ơi. Ổng mấy bạn kêu leo đột dừa rồi sao leo thầy? Leo luôn. Leo luôn. Đúng rồi. Chơi mà sợ gì? Đúng rồi, chơi mà sợ gì? Trời. Cái đó không được, nó lỡ của bạn kêu mình xấu kênh thì sao? Bạn kêu mình xấu kênh thì sao? Thôi mà, thôi mà. Cái đó là ẩu rồi. Thì bây giờ mình làm những cái yêu cầu mà tích cực hiểu không? Còn cái tiêu cực thì mình bỏ qua. Để dành cái clip đó thầy, nên em đi học giỏi thầy. Tào lao. Cái gì nữa? Này em đang coi cái anh kia anh múa côn. Múa nè. Rồi. Nó múa trúng chân em thầy. Nó báo thì vậy. Còn nó sức cái gì luôn rồi. Rồi, địch thu. Cái côn 10.000 em đó thầy. Rồi, đưa 10.000 đây chuột lại. Vậy nha. Rồi, nói chung thì bây giờ mình làm những cái bình luận tích cực. Còn bình luận tiêu cực thì mình bỏ qua hiểu không? Dạ. Bây giờ thầy sẽ cho mỗi đứa vô tìm bình luận gì mà độc đáo sáng tạo lên. Dạ. Sáng tạo nha. Hả? Không hay là... Thầy biết em nữa, hơi bị sáng tạo. Có một cái nữa thầy. Hả? Phải nhiều cái chứ. Ừ, bao nhiêu thì cứ đem ra hết. Dạ. Cái nào mình làm được mình làm. Cái nào mình không làm được mình bỏ vô tủ một cấp. Nha. Dạ. Rồi không nào có chờ đâu nữa, mấy này mình let's go. Let's go. Rồi nhạc sống gì nữa vậy trời? Thôi xong rồi, bà Sáu cũng lên nhạc hát karaoke đó. Ủa cô, giọng mẹ đâu thấy của bà Sáu đâu. Hả? Đi công tác bên nhà bà Sáu hát á. Rồi vậy sao anh em? Kêu thầy giải quyết đi. Rồi, bên này mình vô kêu thầy kiếm cái quay đây. Thầy chứ giữa chưa hát ca cổ chứ không à. Đây là cách giải quyết nhanh chóng của ông thầy nha các bạn. Xong rồi xuống lẹ nữa mày. Nặng gãy vai tao nè. Đã luôn. Bắn chứ. Vô. A few moments later. Thì sau một hồi chờ đợi bà Sáu mới hát karaoke thì mấy anh em mình cũng đã được đền đáp rồi nha các bạn. Đúng rồi. Nói chung là giờ tắt chắc nghỉ đau cổ họng quá rồi. Hết cô đơn các bạn ơi. Giờ tới mấy anh em mình quay clip cho các bạn xem nè. Mà bà Sáu hôm nay khủng dưới thầy. Khủng gì? Bà Sáu uống mới có mấy ly rượu vô quất bà tao cỏ 16 phút. Trời ơi trời ơi. Nghe cái muốn ngủ luôn. Ngủ luôn. Rồi thì bây giờ có ai có cái ý tưởng gì bình luận hay không? Để em xem. Bây giờ kiếm nè có không? Có em nè thầy. Rồi nói đi. Em thấy bạn kia bình luận là mang kêu mấy anh em mình đập máy quay của thầy đi. Làm đi. Được thầy. Đồ cái mỏ của em rồi lấy gì là quay. Hình như thầy chẳng có cái Sony mới mua. Anh em đi theo. Em đừng có tào lao nha. Chứ sao thầy? Máy quay mà đập người sau quay. Thầy còn cái này chứ. Em có cái đầu không? Em có thầy. Phải biết suy nghĩ chứ.
Nhưng mà cái đó nó cái đó hay mà. Thôi em hay đừng nói nữa. Cái này nó cái gì nữa? Tập này phải thầy lắm nha. Cảm ơn, cảm ơn. Có gì nữa? Ê, nó là nhưng mà thầy mặt mụn nhiều quá. Nhưng mà thầy mặt mụn nhiều quá. Cái này chắc là thầy phải đi trị mụn thôi. Cái này em thiếu vô thầy chưa mà. Tốt lại ý tưởng của em có nhiêu đó thôi hả? Thôi trời ơi trời. Em à. Phải không? À, mấy bạn kêu mình đi làm cái chi chấm đốt thầy. Chấm đốt hả? Cái chi chấm đốt. Ta kêu khắc nhập là dính lại. Còn khắc sức sức là bay ra thầy. Đúng thầy. Có luôn hả? Đó là trong chuyện rồi, ở ngoài mình hàng sắt luôn đi thầy. Rồi đó mình lại mình lấy cái keo miếng sắt mình dán lại chứ không có gì đó đâu em ơi. Chửi thầy. Đó là câu chuyện cổ tích mà. Vậy mình làm thử đi thầy. Mình thử hả? Trải nghiệm. Ừ em ngủ giấc đi là thử liền. Quỷ. Chứ giờ đâu được ra mà có. Thôi thầy ơi, ý tưởng của em mới hợp lý nè thầy. Rồi nói đi. Ý tưởng của em là em thấy mấy bạn comment là kêu mấy anh em mình làm cái clip mà đo chiều cao cân nặng á thầy. Đo chiều cao cân nặng hả? Dạ. Rồi tướng mi nhon được bao nhiêu ký trời? Đã em mi nhon rồi mà thầy. Thầy như là 38 á thầy. 38 hả? Thầy mình đo chiều cao nặng xong cái mình xuất khẩu luôn lại. Xuất khẩu gì? Xuất khẩu rồi mình bán luôn không mày? À bán luôn hả? À chứ không phải 3 kg luôn. Xuất chuồng. Xuất chuồng ha. Cũng được. Em nhon vô tạ. Vô tạ luôn hả? Không thầy, bên đây mới vô tạ trọng á. À. Kêu lại bán được rồi thầy. À. Đúng. Nói chung là nãy giờ thấy có một ý tưởng của Lan Chi rồi mà còn ai có ý tưởng gì mới nữa không? Em. Rồi nói đi. Nãy giờ em suy nghĩ và nãy giờ em thử nghiệm hết rồi. Là em thấy anh em đi quay TikTok thầy. TikTok. À, nãy giờ em mới kiếm được bài này, nãy em quay nửa tiếng hồ rồi. Thử thách đấm vào nhạc phải không? Không có đấm, mình ngồi nhìn nè. À thử thách selfie. Đó mà selfie. Ừ. Sao điện thoại nó trắng như này. Cái này giờ tao chỉnh nửa tiếng hồ mới trắng không? Nói chung là sống ảo nó vậy đó em. Ôi nói chung là thầy thấy ý tưởng Lan Chi được nè. Bây giờ mình chốt cái ý tưởng đầu này đi. Chơi ha. Chơi. Rồi chốt vô lấy cái cân với cái thước ra đo chiều cân nặng. Dạ. Vô. Rồi giờ mấy anh em mình sẽ đo chiều cao cân nặng nha các bạn. Dạ. Rồi cái cân với cái thước của thầy đâu? Hả? Đây, cái thước rồi. Trời người có 1m1 mà. Đó lên tên lùn rồi là cho mượn rồi. Làm gì? Chi? Làm gì đó gì vậy? Đo vòng eo chứ đo gì trời. Không. Đo đo bên em nè. Bên đây có vòng eo đâu đó. Không về chỗ đi em ơi. Bỏ gì trong này vậy? Cái gì đâu rồi? Cái gì đó. Thôi thôi. What? Cái gì trời? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Còn lấy chảo chi vậy? Ờ. Để cho nặng xíu. Trời ơi. Trời ơi. Rồi cái cân của thầy đâu? Rồi cái cân đâu? Ủa ba lấy. Nãy ba lấy mà thầy. Nãy giờ anh ba đi lấy. Rồi anh ba đâu? Em không biết mày. À ba cân này. Con hai. Hả? Ủa, này con cân này sao cân? Cân gạo có 2kg mà có. Trời ơi. Xíu sao mà cân lắm ba. Mấy nay mình một tạ thôi có. Anh ba. Cân này cân cái ngón tay của em chứ cân cái gì đủ. Mày biết giá thầy đâu quan cho em rồi. Vậy chứ mày... em chứ vui em kiếm cái cân á. Không có cái cân. Cái em có một cái cân mà cũ xịn mà mất tiêu cái cán này. Ờ. Cái em mới vô tủ em thấy cái cân này nè. Cái em mới nói là cân này cân được, cái em lấy em ra em cân đó, em cũng có lý do của em chứ bụng. Trời ơi, cái cân nó nằm bên kia kìa. Đây tôi lấy cho mà. Ủa nãy em đi đó chục lần em thấy ta. Trời ơi, mắt sao kêu anh ba đi kiếm đồ thầy. Ai kêu? Tụi em kêu chứ ai kêu? Em quên nữa. Anh ăn game nè. Đó. Trời ơi. Ủa. Sao em đi ngang chục lần em thấy thì. Thôi vậy bữa thầy cho tiền em đi sửa mắt lại em ơi. Thôi vô chỗ đi em. Rồi. Ủa gì em sao mà? Tại bị lé không thấy hả? Không cảm, không cảm. Nhưng mà cái này cũng có tác dụng cho bộ. Rồi. Cắn chi chan là thầy. Rồi, thầy biết rồi, nhưng mà thôi em dẹp vô đi. Rồi, thì chen mi nhon 36kg nha các bạn. Tao đo lại cái nữa coi, thầy chưa có kịp nữa. Cái gì sao mà nhỏ ký dưới ta? Ủa, bữa 35 hả thầy? 35kg... 35kg ngay. 35kg... ký 3 em ơi. Ủa, 35kg 3 à? Dạ, bà lên đựng ký nữa. Hồi bữa bà có 34kg mấy à? Dạ hả? Trời ơi, em ốm gì ốm mới ghê em. Em ốm mới là mi nhon đó thầy. Trời ơi, đúng rồi. Rồi, vô đâu chị cao đi em. Ba mấy ký trời con người chị kỹ trời. Rồi, vô. Em không thấy được thầy ơi. À đây. Trời ơi, sao lấy cái lượng đo vậy? Không có thứ kìa. Ồ, cô để tôi. Mét mấy hả? Mét rưỡi hả? Dạ, coi chị em đi ơi. 1m5 rưỡi. 1m55. À, 55. Trời ơi. 1m5 rưỡi nữa. 1m5 rưỡi.
Rồi, rồi về chỗ tới tiếp tục. Rồi, xem luôn. Rồi. Liệu Tân, ủa Khang sẽ được bao nhiêu ký nha bạn? Ngồi lên đàng hoàng em. Này là cái vòng 1 hả? Vòng 3 em. Cái vòng 3 của em. Trời ơi, không biết của mình nói nữa. Giờ em lên vòng 7. Ồ, nặng nha. 56 ký nha các bạn. 56 ký. Em xuống ký. 56 ký. Ốm quá, ốm rồi. Thì là ốm không? Rồi, đó cao. Wow, cao quá. Trời ơi, cao dữ vậy em. Ê, không được nói nha. Đo hẹt đó, chơi hẹt đó. Rồi, ok. Rồi. Nhiều cốc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 á. Vậy 1m76. Hơ. Ủa ta. Ủa, 1m74 rồi. 1m74. Đâu, lại cái này. Lại. Rồi. Chiu. Rồi, đi ra. Nghe dạp này luôn thầy ơi. 1m75 em ơi. 1m75. 1m75. Cao quá. Tem. Tem là cái đầu em trước, cái đầu em 50 á. Phải chi vậy? Ừ, em giỡn vui quá em. Rồi, thanh trọng 60 kg lần nha các bạn. Ủa kể lại. Bên mới cần 55 kg, này lên 5 kg khủng vậy hả? Đúng. Em chuẩn bị vô tạ đó. Kêu lái được rồi thầy ơi. Lái gì? Bán. Trời ơi. Ồ, 60 kg không lại. Hả? Em 60 kg không? 60 kg. Dạ, rồi tới đây ra rồi. Rồi ra rồi chào. Hả? Trời ơi, quá. 2m luôn rồi. 2m luôn. Rồi đó bao nhiêu? Vậy là chắc hai hành trọng thấp hơn khen bếp rồi. Rồi, ok. Ra đi em. Gạch trọng 1m74 nha các bạn. 74. Rồi. Ok. Thua Hành Khang 1cm. Tên. Rồi tới người mẫu Lan Chi nè. Coi này ốm này. Trời ơi. 45 kg. Trời ơi, con heo nè. Trời ơi, con heo nè. Ê. Lỡ lại anh Tân ơi. Không có con heo nè, 45 kg đó. 45 kg là heo con. 45 kg là có mập đâu em. Con heo gừng hồi bữa. Ừ, heo gừng. Con heo gừng bữa nè. Thôi vô rồi. Không mà em về một cái nói chung là tướng này chuẩn cân đối nha bạn. Chuẩn mẫu. Rồi, đó. Ok rồi. Rồi đi ra. Vậy là 1m63. Oh, 1m63. Cô gái còn 1m63. Người mẫu. Ui, 1m63 không khai cũng la. Rồi, lên. Rồi. Phạm Nhân. Trời. Ủa. Phạm Nhân. Ủa. Thầy ăn gì thầy ơi. Làm đi. Cái gì đó vậy? Cái chảo này. Trời ơi. Sao cậu thế nè? Cậu gì vậy? Trời ơi. Anh nhìn cái trời ơi. Ai đó kêu đo để làm gì đâu. Đứng lên nè. Cân cho nó lên trước rồi. Đứng dậy coi còn gì không. Rồi đứng dậy. Lấy cái tay ra. Cái tay sao kìa. Cái tay ra. Rồi lấy tay ra nha. Dạ. Rồi. Dạ. Có gì hả? Cái tích gãy. Cái tích. Trời ơi, 43 kg nha bạn. Ủa gì vậy? Mày là kỳ nữa. Thằng yếu hơn em luôn thật. Không, bữa nay tại em. Nghe nha. Không phải tại em không ăn ngó này. Thiệt nha bạn, có 43 kg anh ngồi im em. Đó, 43 kg nha bạn. 42 ơi. À, 43 rồi, ra rồi, ra đi em. Tại bữa nay em không ăn no rồi. Bữa nay em đang ăn kiêng. Đang giữ nghèo nữa hay vậy? Y ca. Trời ơi, yếu 43 kg. Ủa, nhón em. Đang hoang. Rồi, chân không được nhón nha, sát chân vô. Rồi ra đi em. Ra đi. 1m73 hả? 1m73 phải không? 1m73. 1m73 rưỡi. Ủa sao bữa nay tăng 3cm thôi? Ừ. Ừ. Tại nay em nhìn đói là cao hơn em. Bữa mấy chú đo em 1m7. Ừ. Mình sau này em còn lên 1m3. Thì giờ em cao hơn đó. À, cao sao đi? Cao hơn cũng thắc mắc nữa. Ừ. Có anh nè. Rồi tới anh Tần Thanh Hô. Mày. Tần Thanh Hô 53 kg. Rồi vô đó thì cao. Sao này ốm như ta. Em bị sụt ký vậy thầy ơi. Ừ. Không gài hao tổn năng lượng quá. Hao tổn năng lượng phải không? Cái đầu mấy tám. Rồi đó đi Minh Thượng. Trời ơi cái đầu anh. Ôi như kì á. Dưới rồi. Đó kẹt ra. Cái đầu chả không được. Tóc này về phải duỗi ra rồi. Rồi sát vô cái đầu vô. Đây để tôi rồi giờ. Cái con này tôi nói sao thầy ơi. Thầy ơi thầy. Ở trong nói nhiều cái gừng con Minh vậy thầy. Trời ơi trời. Sát vô mình hận. Rồi đi ra đi cho tao. Dạ. Ủa anh Tân cũng 73 cái mét 73 nha bạn. Rồi 73 luôn. Rồi hết chưa? Hết rồi thầy. Còn 3. Còn 3
Rồi ba vô anh ba. Ba lên. Thôi anh ba đo chiều cao trước đi. Anh ba chắc mấy tám. Đây để tôi cốp. Rồi anh ba sắp mấy chín luôn rồi mấy đứa ơi. Cốp để tôi. Rồi đó đi. Trời ơi đo chiều cao hay chảy tóc gì mấy đứa. Rồi. Rồi anh ba đi ra. Rồi anh ba đi ra. Anh ba đi ra. Chơi. Mét 79 nha bạn. Mét 79. Ôi. Ba cao vậy hả? Rồi cân nặng nè. Em mừng quá hả? Anh ba chắc. Nặng 80kg quá. Rồi mấy đứa đi ra nè, xin đi ra. Chân của em thầy thấy rồi đó. Ra nha. 60kg này ơi. Rồi đứng im nha. 60kg nha bạn. Thôi. Vậy ba bằng em á thầy. Vậy là trọng với anh ba bán được thầy. Ừ, vô tạ đó. Ủa thầy không đâu mang em á thầy. Mang em hồi lúc sinh ra nó bị bên nên nó sụt ký rồi. Rồi. Té nha bạn. Rồi ok. Rồi nói chung là mấy anh em đã thực hiện cái thử thách đo chiều cao rồi đó. Dạ. Và anh em sẽ làm cái thử thách tiếp theo. Dạ. Đi. Let's go. Rồi thì nãy giờ mấy anh em mình đã đọc bình luận thì lọc ra được cái bình luận đó là hát karaoke theo cặp đôi. Hai cặp đôi luôn hả thầy? Ừ, cặp đôi luôn là hát song ca đó. Wow. Ê, em cặp đôi hát thầy. Hả? Em cặp đôi hát. Ừ ha. Thôi em hát một bên. Hát một mình luôn ha. Okay. Thôi hát ba nghe em hát chung bài thầy. Ừ cũng được đó. Okay. Rồi bây giờ cặp nào hát trước đi. Ba nghe hát chung đi thầy. Thôi cặp Khang Trang đi hát trước ha. Thôi thầy. Thấy cặp em nói chung là thiền đồ đẩy mạnh lắm. Ê. Nhưng mà em sẽ nhường cho anh Tân. Tại vì anh Tân lớn. Em sẽ nhường cho anh Tân hát trước. Nhường cho anh Tân hả? Cái gì vậy? Cái mặt chị Trang phái muốn chết rồi. Thôi giờ tất cả vậy đi. Là Khang Trang sẽ hát trước nha bạn. Ok không còn dòng nữa. Vô. A few moments later. Trời ơi, Trang mê nhon với Khang đợi lâu quá các bạn ơi. Nên mình với chị xác trước luôn nha. Ok, ok. Lên nhạc đi, ok gì đó. Giờ đợi mình vô luôn nha. Vô. Ok. Mày lạ với ta. Ngoài kia thì mời em không em mà lại quay.
chiêm ngưỡng được cái giọng ca của em của mà Văn Thản nha bạn. Tại em biết em hát hay mà em nói thầy, nhưng mà em nói thiệt nha, cái vàng này chưa đủ rồi, vô quán karaoke em ca khủng hơn nữa. Trời ơi, hát gì lạc tông quá thầy. Ừ. Ừ, thầy em không gắn em hết rồi. Cái này biết tông gì không? Tông gì thầy? Tông đơ của em. Tông là thứ. Rồi thì nói chung là mấy anh em mình làm cái series gì quên rồi. Series đọc bình luận tất cả các thành viên thực hiện theo bình luận của các bạn. Thực hiện các bình luận của các bạn. Thì nói chung là bình luận thì có nhiều cái bình luận tiêu cực, bình luận tích cực. Nói chung là đọc bình luận cũng hơi áp lực ha. Anh em sẽ chọn bình luận bất cực. Gì? Thì tiêu cực, tích cực thì mình bất cực. Ok. Nam cực nữa ha. Thì nói chung là anh em mình sẽ làm những video tiếp theo mà các bạn yêu cầu bình luận tích cực. Đúng rồi, đúng rồi. Còn mấy bình luận tiêu cực mấy anh em mình sẽ không làm nha các bạn. Rồi, các bạn là những cái bình luận như là đu di điện. Cạo đầu anh Tâm rồi. Gì anh đốt gì không biết sao kiếm được á. Các bạn nhớ bình luận nhiều để anh em mình làm các bạn. Thì nói chung là clip này cũng dài rồi anh ơi. Nếu bạn thấy video series mà làm thực hiện các yêu cầu của bình luận thì các bạn nhớ cho mấy anh em mình xin một like. Đăng ký ra vô để ủng hộ mấy anh em mình ra nhiều tập nữa nha các bạn. Còn bây giờ thì bye.